Xin chào các bạn, mình tên là Khánh. Mình xin giới thiệu đến các bạn website thi TOEIC online dành cho sinh viên mà nhóm của mình đang thực hiện. Đầu tiên là phần đăng nhập và đăng ký. Ở phần này, tụi mình muốn tích hợp thêm nhận diện khuôn mặt khi đăng nhập, nhưng vẫn còn đang nghiên cứu. Khi đăng nhập xong, thì đây là phần trang chủ của trang thi TOEIC. Ở đây thì là các thông tin tin tức của nhà trường muốn truyền tải đến sinh viên. Bên cạnh này thì là bản thông báo kế hoạch tổ chức thi tín chỉ TOEIC quốc tế mà trường tổ chức theo từng đợt và để sinh viên đăng ký thi. Sau khi đăng ký thi thành công thì vào vào thi vào thi thì ở đây thì có nội dung thi và hướng dẫn thi và có một số thông tin của mình khi đã đăng nhập để kiểm tra đúng hay không trước khi vào thi. Bắt đầu vào phần thi thì vào bài thi thì đề thi gồm có 200 câu được chia thành hai phần nghe và đọc và gồm 7 bát. 4 bát đầu là của phần nghe và 3 bát sau là của phần đọc. Làm bài trong vòng 2 tiếng và khi thời gian cao đao trở về không hoặc là mình bạn đã chắc chắn đã hoàn thành bài thi của mình thì hãy submit. Ở đây thì mình có một cái bảng số gồm có 200 số là dùng để hiển thị cho 200 câu hỏi để khi bạn focus vào để có thể tìm đến cái vị trí của câu hỏi đó một cách nhanh chóng. Ở đây thì mình là khi mình đã check vào một câu hỏi thì câu hỏi của nó sẽ được đổi lên màu xanh để nhận diện khi bạn đã khi bạn chắc chắn là mình đã làm và để phân biệt được các câu bạn đã làm và câu bạn chưa làm. Khi bạn chắc chắn đã hoàn thành đề thi thì hãy ấn submit hoặc là thời gian trở về cao đao. Nếu chắc chắn đã hoàn thành xong thì bạn hãy ấn submit và nhận được kết quả. Ở đây cách tính điểm thì mình sẽ tính số câu đúng theo từng phần và tính tổng của số điểm còn lại. Thì cách tính điểm thi TOEIC thì bạn có thể nghiên cứu thêm ở đây. Cách tính điểm theo từng phần và nó theo cấp bậc số câu đúng và khi đáo thì bạn có thể xem được có các câu trả lời mình trả lời đúng và câu mình trả lời sai. Câu đúng thì nó sẽ hiện màu màu xanh và câu các câu sai thì nó hiện màu đỏ. Nếu tốt hơn thì tụi mình sẽ làm có câu trả lời đúng hay sai ở ngay trước cái câu hỏi và đó cũng là phần mình muốn phát triển thêm ở phần thi thử. Ở phần thi thử của website thì tụi mình ở phần thi thử website thì tụi mình làm chia thành có 4 phần, đó là gồm có đề thi thử TOEIC, đề thi rút gọn, đề thi luyện đọc và luyện nghe. Ở đây thì đề thi đầy đủ là đề thi TOEIC chuẩn TOEIC gồm có 200 câu và làm trong 2 tiếng như đề thi vừa trình bày. Các đề thi mà thi TOEIC đã hoàn thành thì sẽ có thể được public ở cấp ở phần này. Cái đề test short là đề thường là 150 câu và cũng có như có 7 bát như là phần thi TOEIC nhưng đề nó ngắn hơn. Ở dưới thì gồm có phần nghe và phần đọc thì có thể tiện cho các sinh viên có thể lựa chọn theo mình muốn trau dồi thêm kiến thức và luyện tập kỹ năng ở phần nào thì mình có thể tùy thích lựa chọn. Còn về phần học tập là cũng một phần là mình muốn phát triển là những về cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Ở phần này thì mình muốn đưa ra những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng nó hữu ích và nó thường gặp nhất ở trong việc thi TOEIC để các bạn có thể luyện tập và trau dồi thêm kiến thức trước khi thi. Đây là toàn bộ phần giới thiệu của mình về trang thi TOEIC của tụi mình. Về phần quản lý thì tụi mình làm quản lý về các loại đề thi và các câu hỏi và các API thêm sửa xóa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt.